Ai là người tạo ra trái đất? Ai là người đứng sau cả bầu trời? Ai là kiến trúc sư trưởng của quả cầu xanh mà chúng ta đang đứng đây? Câu hỏi này từng làm đau đầu từ những nhà triết gia thời cổ đại đến các nhà khoa học hiện đại. Nhưng điểm thú vị nằm ở chỗ, mỗi nền văn minh trả lời theo một kiểu. Mỗi câu trả lời lại phản ánh nỗi sợ, niềm hy vọng và trí tưởng tượng của con người thời đó. Trong video này, chúng ta sẽ đi một vòng từ khoa học sang thần thoại sang tôn giáo, rồi quay về thực tại. Để trả lời câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản một chút nào. Ai tạo ra trái đất? Nếu hỏi các nhà khoa học, họ sẽ nói những câu trả lời khô khan. Không có ai cả. Không có bàn tay của thần thánh. Không có người đàn ông chống nạnh tách trời với đất. Không có nữ thần đất mẹ. Chỉ có một đám bụi khổng lồ trôi lơ lửng trong vũ trụ cách đây 4,6 tỷ năm. Bức tranh đó rất đơn giản. Vũ trụ là nơi tối đen, im lặng, không có mặt trời, không có trái đất. Chưa có thứ gì giống như những gì mà chúng ta đang thấy, chỉ có một đám tinh vân, một hỗn hợp bụi và khí, chủ yếu là hydro và heli, một ít kim loại nặng hơn, tất cả trôi vô định. Một ngày đẹp trời nào đó, lực hấp dẫn bắt đầu kéo mọi thứ lại gần nhau, hạt nhỏ và hạt lớn hút nhau, hạt lớn hút khối to, các khối to đập vào nhau rồi dính lại. Cứ như thế, như anh em vê một cục tuyết rồi cùng lăn trên đồi tuyết, nó phình ra và nó to dần. Ở trung tâm của tinh vân, một khối khổng lồ tụ lại và cháy sáng. Đó là mặt trời sơ khai. Quanh nó các cụm vật chất nhỏ hơn tiếp tục xoay vòng và lớn lên. Một trong số đó chính là tiền thân của trái đất. Trái đất thuở ban đầu không đẹp. Nó là một quả cầu nóng chảy, nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ. Mặt đất là dung nham đỏ rực, hơi nước và khí độc bốc lên mù mịt, trông không khác gì địa ngục. Nếu có người nào xuất hiện ở đó, người đó sẽ bốc hơi ngay lập tức. Và rồi một vụ va chạm kinh hoàng xảy ra. Một thiên thể cỡ sao hỏa đâm vào trái đất. Cú đâm này mạnh đến mức hất văng một phần vật chất của trái đất ra ngoài không gian và phần đó kết tụ lại tạo thành mặt trăng. Vậy là trái đất có bạn đồng hành. Trải qua hàng trăm triệu năm, bề mặt nguội lại, vỏ trái đất hình thành, khí quyển đậm đặc được giữ lại, mưa rơi xuống trong hàng nghìn năm để tạo thành đại dương đầu tiên và sự sống chậm rãi xuất hiện. Không có ai tạo ra trái đất, không có ai cầm cọ vẽ núi non, không có ai dựng bầu trời, tất cả là tự nhiên. Nhưng đó là câu trả lời của khoa học. Một câu trả lời lạnh lùng, lý trí, khô khan. Không có những câu chuyện ly kỳ, không có hình tượng con người hay vị thần nào hết. Trong khi đó, tổ tiên của chúng ta xa xưa lại không nghĩ như vậy. Khi họ nhìn thấy sấm chớp nổ trên trời, họ tin có ai đó đang tức giận. Khi họ nhìn thấy núi lửa phun trào, họ tin ai đó đang thở. Khi họ nhìn thấy sóng biển nổi bão, họ tin ai đó đang lật mình. Và thế là thần thoại ra đời, lý giải cách trái đất được tạo ra. Thần thoại Hy Lạp tin rằng ban đầu chỉ có khoảng trống vô tận, không có màu sắc, không có hình dạng, không có âm thanh. Từ đó sinh ra Gaia. Gaia là vị thần thuở sơ khai và được coi là tổ tiên của vạn vật. Bà được tôn kính như nữ thần vĩ đại hay mẫu thần. Bà là hiện thân của đất, không phải là người, không phải thần có hình dáng cụ thể. Bà chính là mặt đất này. Bà sinh ra bầu trời Uranus, sinh ra biển Pontus, sinh ra cả núi non, rồi sinh tiếp các vị thần khổng lồ. Và từ đó lại sinh ra thần Zeus cùng các thế hệ thần mới. Trong cách nhìn của Hy Lạp, đất không phải là thứ hình thành tự nhiên. Đất là một người mẹ. Một người mẹ già nua, kiên nhẫn, mạnh mẽ. Một người mẹ vùng lên, tạo ra cả một thế giới đầy biến động. Với người Hy Lạp, câu trả lời rất rõ. Gaia tạo ra trái đất. Nếu thần thoại Hy Lạp trữ tình thì Bắc Âu lại có phần bạo lực. Người Bắc Âu tin rằng thế giới bắt đầu từ băng giá. Từ nóng và lạnh va vào nhau tạo ra Ymir. Ymir là cha của các giống loài khổng lồ. Sau này có ba vị thần đã giết Ymir, lấy thịt của Ymir làm đất, lấy máu làm biển, lấy xương làm núi, lấy răng làm đá, lấy sọ úp lên để làm bầu trời. Đọc đến đây bạn thấy gì? Một kiểu tạo thế giới rất vai kinh. Vậy theo họ, ai tạo ra trái đất? Đó là các vị thần, nhưng vật liệu xây dựng lại là thi hài của Ymir. Không ai có thể nghĩ ra câu chuyện nào hoang dã hơn, nhưng câu chuyện đó phản ánh tinh thần Bắc Âu. Một thế giới khắc nghiệt, một vùng đất lạnh giá, một xã hội tôn vinh sức mạnh. Đến mức sự sáng tạo cũng bắt đầu bằng một cuộc chiến sinh tử. Thần thoại Trung Hoa thì lại đi theo một hướng khác. Ban đầu là một quả trứng hỗn mang, bao gồm cả trời, đất, tối, sáng, lẫn lộn. Trong quả trứng đó, có một người khổng lồ mang tên Bàn Cổ đang ngủ. Khi Bàn Cổ tỉnh dậy, ông dùng rìu bổ một nhát, ánh sáng bay lên thành trời, chất nặng chìm xuống thành đất. Mỗi ngày Bàn Cổ cao thêm một trượng, trời cao thêm một trượng, đất dày thêm một trượng. Ông đứng giữa hai cõi, giữ cho đất trời không đổ xuống, giữ cho đất không dâng lên.
Ông đứng như vậy trong 18.000 năm. Khi ông chết, hơi thở thành gió, máu thành sông, mắt thành mặt trời và mặt trăng, lông thành cây cối, xương thành núi. Một kiểu tạo thế giới mềm mại hơn Bắc Âu, nhưng cũng đầy màu sắc nhân văn. Trong văn hóa Trung Hoa, Bàn Cổ là người tạo ra trời đất. Nếu hỏi họ ai tạo ra trái đất, họ sẽ nói Bàn Cổ chứ không phải là ai khác. Khác với thần thoại, tôn giáo thì lại không kể câu chuyện để giải trí. Tôn giáo để hướng dẫn cách sống. Trong Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Thượng Đế là đấng tạo hóa. Ngày thứ nhất, người tạo ra ánh sáng. Ngày thứ hai, người tách trời và nước. Ngày thứ ba, người tạo ra đất và cây. Ngày thứ tư, người tạo ra mặt trời và mặt trăng. Ngày thứ năm, người tạo ra chim và cá. Ngày thứ sáu, người tạo ra muông thú và con người. Mọi thứ đều có trật tự, mọi thứ đều có mục đích. Còn trong Ấn Độ giáo, câu chuyện chia thành ba phần. Brahma tạo ra thế giới, Vishnu duy trì nó, Shiva hủy diệt để bắt đầu chu kỳ mới. Thế giới không phải sinh một lần, thế giới sinh, tồn, tan, rồi sinh lại như hơi thở của vũ trụ. Theo tôn giáo, câu trả lời rất rõ ràng, thế giới do Thượng Đế tạo ra. Vậy thì ai đúng? Khoa học đúng, thần thoại đúng, hay tôn giáo đúng? Sự thật là mỗi hệ tư tưởng trả lời một phần khác nhau. Khoa học trả lời, trái đất hình thành thế nào? Thần thoại trả lời, tổ tiên của chúng ta hình dung thế giới ra sao? Và tôn giáo trả lời, ý nghĩa của cuộc sống, của sự tồn tại là gì? Không câu nào sai, không câu nào đúng hoàn toàn. Mỗi câu phản chiếu một cách con người nhìn vũ trụ. Khoa học nói rằng không ai tạo ra trái đất cả. Trái đất hình thành do trọng lực, do va chạm, do thời gian. Nhưng thần thoại và tôn giáo lại nói khác. Họ nói rằng đằng sau thế giới phải có một ý nghĩa. Trái đất đẹp quá, tinh tế quá, hài hòa quá. Con người cảm thấy nếu không có ai tạo ra thì hơi đáng tiếc. Và đó là cách mà hàng nghìn nền văn minh đã tạo ra những câu trả lời của riêng mình. Vậy nếu hỏi theo ngôn ngữ hiện đại, nếu một đứa trẻ hỏi bạn ai tạo ra trái đất, bạn có thể trả lời như thế này. Trái đất không phải sản phẩm của một người, trái đất là kết quả của cả vũ trụ. Trái đất sinh ra từ bụi của những ngôi sao chết đi. Trái đất lớn lên từ hàng triệu vụ va chạm. Trái đất thay đổi qua hàng tỷ năm. Trái đất giống như một bức tranh được vũ trụ vẽ lại nhiều lần. Không có người tạo, chỉ có tự nhiên tạo hóa. Và chính điều đó làm trái đất trở nên kỳ diệu hơn. Vì nó không được dựng lên trong một khoảnh khắc. Nó được nuôi nấng qua thời gian vô tận. Nhưng tại sao con người lại cứ hỏi ai tạo ra trái đất? Bởi vì con người vốn tò mò. Con người muốn biết nguồn gốc của chính mình. Con người sợ sự vô hạn của vũ trụ. Con người muốn tìm một điểm neo. Nếu thế giới quá lớn, ta phải tìm một nhân vật trong tưởng tượng để đứng ở trung tâm. Nếu thế giới quá hỗn loạn, ta phải nghĩ có ai đó đứng sau để điều khiển. Đó là bản năng của loài người. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.